Xin chào anh em, mô tô vừa rẻ vừa ngon. Mô tô gì mà rẻ quá nè, ngon này, đẹp. Xe này còn tương đối mới anh em. Mười hai nghìn tám trăm bốn mươi sáu km. Số Phú Quốc, huyện Phú Quốc, Hòn Đảo Ngọc. Máy đẹp ha. Máy mình không nói là sạch hả, mà là đẹp luôn. Tuyên bố đẹp luôn. Máy đứng ha, nhìn đẹp á. Thầy thích làm việc đó nè. Xe này là khối là 150 anh em, 150. Này mới to nè anh em ơi, 12.000 nhầm gì? À, vỏ thân xe. Ồ, đèn sáng gì? Quá sáng. Hai tám triệu nè. Máy im ha. Tèm con sư tử như đẹp anh này dành cho những anh em đam mê mô tô mà ít lúa nha anh em, chưa tới 30 triệu nè, xe còn mới chát nè, nè vỏ nè. Đó, máy anh em nghe, mô tô mà nổ ru nữa nghe không. Thank you.
Rồi, anh em nào kết thì liên hệ pháp số điện thoại 0948669949. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật xem mới về trong tháng nha anh em. Pháp xin chào anh em.